có khả năng tương lai của Tô Đại sẽ kết cục giống Đinh Thế Huỳnh hay không? Theo kế hoạch, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ họp từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 với việc bầu chọn bổ sung vào các danh sách chủ chốt của Đảng và Nhà nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và điều chỉnh nhân sự bộ máy lãnh đạo, để sau đó Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 7 khai mạc vào ngày 20 tháng 5 sẽ thông qua và chuẩn thuận. Theo phân tích của một số người, tại thời điểm hiện nay, ba nhân vật trong Bộ Chính trị hội tụ đủ tiêu chuẩn theo Hiến pháp Việt Nam để ngồi ghế Chủ tịch nước. Đó là Tổng Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Ông Tô Lâm hiện giữ chức Bộ trưởng đủ 2 nhiệm kỳ và không thể tiếp tục ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu muốn có mặt trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 14, thì bắt buộc ông phải dành một suất tứ trụ. Còn không, ông sẽ phải về hưu vào năm 2026. Cũng theo ý kiến của một số người, tham vọng của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư. Kể cả nếu buộc phải có suất tứ trụ để ở lại Đại hội 14, thì Tô Lâm sẽ chọn ghế Chủ tịch Quốc hội, chứ không chọn ghế Chủ tịch nước, vừa không có nhiều thực quyền, vừa bị ma ám. Nhưng các đối thủ chính trị của Tô Lâm dường như đã bắt thóp được điểm yếu này. Theo nguồn tin từ nội bộ trong đảng do gì đưa ra, hôm qua họp Bộ Chính trị, họp rất căng thẳng, các phe đã hợp lực để ép Bộ trưởng Tô Lâm phải nhận chức Chủ tịch nước. Sở dĩ các phe hợp lực ép Tô Lâm lên chức Chủ tịch nước vì không muốn Tô Lâm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Do đánh bắt quá nhiều người của các phe phái, nên trước mắt cứ hợp sức để đẩy được Tô Lâm đi cái đã. Nguồn tin nội bộ còn tiết lộ thêm như sau. Tô Lâm khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước mà không kiểm soát được Bộ Công an, rồi thì sau đó số phận cũng rất mong manh và bị đốn ngã bất cứ khi nào, giống như Võ Văn Thưởng. Ông Đinh Thế Huỳnh, thường trực Ban Bí thư Đại hội Đảng 12, nhòm ngó ghế Tổng Bí thư cuối cùng đã bị thất sủng. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định của giáo sư Thayền, thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, đánh giá rằng có lẽ nhiều người ở Trung ương Đảng không thích Tô Lâm vì ông ấy có quyền lực quá lớn. Vẫn theo ông Thayền chia sẻ, theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên phải phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều lệnh của Đảng. Vì vậy, nếu Ban chấp hành Trung ương quyết định chọn Tô Lâm cho chức vụ Chủ tịch nước, thì bắt buộc ông Tô Lâm phải phục tùng. Đây là tình thế mang tính triệt buộc và buộc Tô Lâm đã phải chính thức nhốt uy quyền trong cái lồng quyền lực. Giáo sư Thayền cũng đánh giá, tham vọng trở thành Tổng Bí thư của Tô Lâm không thuận lợi, vì có vẻ ông không giành được sự ủng hộ cao từ các đồng chí của mình trong đảng. Bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hay phê chuẩn, vào cuối năm ngoái ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm cao thì thấp, trong khi tín nhiệm thấp thì lại cao nhất trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến lạc quan tin rằng trên cương vị Chủ tịch nước từ đây tới cuối Đại hội Đảng lần thứ 26 năm 2026 có thể giúp cho ông Tô Lâm chuẩn bị tốt hơn cho việc giành chức Tổng Bí thư tại đại hội này. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng với thời gian chỉ còn có 18 tháng thì các đối thủ chính trị, đặc biệt là phe Nghệ Tĩnh, sẽ không bỏ qua cho ông. Bởi thủ lĩnh của họ, ông Nguyễn Huệ, vừa bị Tô Lâm đánh gục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2022 tại Bắc Kinh. Nghiêm trọng hơn, việc hạ bệ Huệ Vương nhanh chóng và bất ngờ ngay sau chuyến thăm Trung Quốc trở về có thể khiến cho Bắc Kinh rất tức giận. Trước chuyến thăm của ông Huệ, giới phân tích đánh giá rằng đây là dịp mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Tổng Trọng nói riêng muốn ngầm giới thiệu với ban lãnh đạo Trung Nam Hải nhân vật sẽ là Tổng Bí thư tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ấy vậy mà chỉ một tuần sau khi về nước, tình hình đã đảo lộn đến mức khó tin. Do đó, giới quan sát cho rằng Tô Lâm sẽ không còn đường sống. Hơn nữa, tất cả các nhân vật trong nội bộ Đảng chỉ cần có ý đồ manh nha dòm ngó chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng thì đều có một kết cục đen tối, như Đinh Thế Huỳnh là cựu thường trực Ban Bí thư khóa 12 bị thất sủng và đang sống trong tình cảnh bi đát tới mức thà chết còn sướng hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin có khả năng tương lai của Tô Lâm sẽ có kết cục giống như Đinh Thế Huỳnh. Trước hội nghị bất thường, vì sao Tô Đại bị tập thể lãnh đạo đảng cô lập? Bình bất yếm trá là một trong 36 trước binh pháp của Tôn Tử, và nó cũng là điều nằm lòng của các tướng lĩnh cũng như chính trị gia. Mọi sự chủ quan, khinh địch hay đánh giá thấp đối thủ, cũng như cao ngạo, tự tin quá mức sẽ dẫn đến sự thất bại tất yếu.
Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đại hội lần thứ 12 đã thất bại trước ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bởi nguyên nhân vừa kể trên. Tiếc rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa là một tướng lĩnh, vừa là một chính khách có tên tuổi, cũng đi theo vết xe đổ của đàn anh bà Dũng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay, kể từ cuối năm 2021 cho đến nay, nhất là từ cuối năm 2023, Bộ Công an dưới sự chỉ huy của Tô Lâm đã hoành hành gây xáo trộn chính trường Việt Nam như trốn không người. Dù rằng cho đến thời điểm trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn bao trùm trong nội bộ đảng. Ngược dòng thời gian, đầu tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm đã dính vào scandal bít tết rát vàng, đầy tai tiếng tại Anh Quốc. Ngay sau đó, một số lãnh đạo và phe cánh trong đảng đã muốn nhân cơ hội này tìm cách hạ bệ Tô Lâm. Kể cả ông Trọng trong một hội nghị lãnh đạo đảng cấp cao đã lên tiếng mỉa mai rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, kém ăn một miếng lộn gan lên đầu. Tô Lâm coi đó là một sự xúc phạm cá nhân, nhưng ngay lập tức cuối tháng 12 cùng năm, ông đã chỉ đạo Bộ Công an khởi động đại án Việt Á, tiếp đó là đại án chuyến bay giải cứu, tống giam hàng loạt quan chức cấp cao như Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh, sau đó hai phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, rồi cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đều phải xin thôi chức vụ. Vậy mà không dừng lại ở đó, Tô Lâm thừa thắng xốc tới, đầu năm 2024 tiện tay thịt luôn hai ủy viên Bộ Chính trị thuộc hàng tứ trụ, đó là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vốn là hai đệ tử trung thành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dìu dắt nâng đỡ từ lâu. Điểm khác biệt trong việc hạ bệ Vương Đình Huệ khác với Võ Văn Thưởng bối cảnh ông Huệ bị các đồng chí của ông trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ép từ chức ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình và ông Vương Đình Huệ. Có thể nói với tiền lệ của ông Huệ, từ nay sẽ không còn ai trong Bộ Chính trị, kể cả tứ trụ, được phép an toàn hay bất khả xâm phạm. Một khi đã nhúng chàm, đây thực sự là một cơn địa chấn của nền chính trị Việt Nam. Hơn nữa, Huệ Vương còn là ông trùm của phe Nghệ Tĩnh, mà chính ông Trọng cũng dựa vào lực lượng này để mà duy trì quyền lực cho mình. Quan trọng hơn, ông Huệ đã bị truất phế ngay sau chuyến thăm cấp cao tại Trung Quốc, với sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, kể cả ông Tập Cận Bình. Vậy mà chỉ hơn một tuần sau khi ông Vương Đình Huệ về nước, tình hình đã đảo lộn đến mức khó tin. Giới quan sát thấy rằng, hoặc lãnh đạo Hà Nội bây giờ không còn coi lãnh đạo Bắc Kinh ra gì, hoặc phía sau Đảng Cộng sản Việt Nam có một thế lực hùng mạnh hơn, dám coi thường cả Trung Quốc. Việc ông Tô Lâm ra tay xử lý hàng loạt cán bộ cấp cao, chủ chốt một cách chớp nhoáng là điều chưa từng thấy trong tiền lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 thì đến nay bây giờ, kể cả khi đặc phái viên của họ Tập là bà Hạ Vinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tức tốc bay sang Hà Nội đòi can thiệp cho Huệ Vương thì cũng vô tác dụng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, giới quan sát cho rằng chưa bao giờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dám vuốt mặt mà không nể mũi với Trung Quốc và Tập Cận Bình đến như thế. Và đó chính là lý do khiến ông Tô Lâm rơi vào tình thế bế tắc, gần như không có lối thoát. Một nguồn tin từ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội tiết lộ cho Thời báo.d rằng Bộ Chính trị họp rất căng thẳng. Các phe đã hợp lực ép Bộ trưởng Tô Lâm phải nhận chức Chủ tịch nước. Tất nhiên, ông Tô Lâm không muốn, nhưng chỉ còn ít ngày nữa thì rất khó có thể lật kèo được, hay không thì chưa biết. Sở dĩ các phe hợp lực ép Tô Lâm lên chức Chủ tịch nước vì không muốn Tô Lâm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an nữa, do đánh bắt quá nhiều người của các phe, nên trước mắt cứ hợp lực để đẩy Tô Lâm đi được cái đã. Và khi Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước mà không kiểm soát vào công an, thì sau đó số phận cũng rất mong manh. Có thể bị đốn ngã bất cứ khi nào, giống như Võ Văn Thưởng đang có làn sóng đánh vào công ty sân sau của Tô Lâm là tập đoàn Xuân Cầu để gây sức ép. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, các bạn vừa xem bản tin trước hội nghị bất thường vì sao Tô Lâm bị tập thể lãnh đạo đảng cô lập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.